Tiếp theo tôi xin đưa ra một cái tình huống lâm sàng. Mà nếu mình đọc qua cái tình huống lâm sàng này á, thì đa phần là quý vị sẽ nghĩ tới cái vấn đề mà vừa rồi cô Thủy cô đã trình bày. Đó là một cháu bé 3 tuổi đưa đến phòng khám vì ho và thở khò khè ồn ào liên tục trong 6 tuần qua, hơn 1 tháng rưỡi. Thì khi mình hỏi bệnh sử mình thấy là lúc đầu có thể là sốt nhẹ, nhưng mà sau đó là có biểu hiện viêm long, và cái mà còn tồn tại bây giờ đó là ho, ho miếc. Trẻ vẫn phát triển tốt, rồi được tiêm chủng đầy đủ, không có tiền sử là bị dị vật đường thở hoặc là viêm viêm nhiễm trùng hô hấp tái diễn, và trong nhà trong gia đình không ai bị bệnh phổi mãn tính, bố có hút thuốc lá nhưng mà không hút trong nhà. Thế thì khi mình khám bệnh nhân này thì bệnh nhân này có biểu hiện ho ướt, không có viêm long hô hấp, tức là vì nó kéo dài rồi nó không có biểu hiện của nhiễm virus nữa, và không có các cái dấu hiệu thực thể bất thường. X quang ngực á, là mình chỉ thấy cái tình trạng rỗn phổi tăng đậm. Thì theo quý vị ở đây á, mình có nghĩ cái vấn đề này giống như là cô Thủy vừa trình bày không, và hèn không? Thì đa phần ai mà khi mình xem bệnh sử và xem một cái trường hợp như thế này đều nghi ngờ là hèn cả. Vậy thì cái vấn đề mà tôi xin trình bày ở đây đó là viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn ở trẻ em. Thì thật sự cái thuật ngữ này mà trước năm 2006 thì người ta chưa có cái thuật ngữ, chưa có cái tên bệnh này. Và cái thuật ngữ này là do một cái nhóm các cái chuyên gia ở bên cái bang Brisbane bên Úc người ta đề nghị ra. Thì cái thuật ngữ viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn này nó là cái ho ướt kéo dài. Đấy, thường gặp ở trẻ là dưới 6 tuổi. Đặc biệt là rơi vào cái nhóm trẻ từ 2 đến 3 tuổi. Và cái viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn này là cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ho ướt mãn tính ở trẻ tuổi mẫu giáo. Và thường thường người ta nhầm vậy là hen. Mặc dù là mình nghĩ rằng là khi mà một đứa trẻ bị hen thì thường thường nó sẽ là ho khan nhiều hơn là ho ướt. Vậy về mặt dịch tễ thì theo một cái nghiên cứu đa trung tâm ở Úc thì người ta nhận thấy rằng là 40% trong số những cái trẻ được chuyển vì ho ướt mãn tính, sau khi mà mình kiểm tra lại cái tuyến trên kiểm tra lại thì người ta chẩn đoán đó là viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn. Tức là gần một nửa những cái trường hợp ho ướt mãn tính tuyến dưới chuyển lên tuyến trên là vì nhiều lý do khác nhau, nhưng mà khi kiểm tra lại đó là bị viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn. Và nó thường gặp á, là trong 2 năm đầu đời, và cái tuổi, cái độ tuổi thường được chẩn đoán là khoảng 2 tuổi. Tuy nhiên cái bệnh này nó có thể gặp ở trẻ lớn và thường gặp ở trẻ trai nhiều hơn là trẻ gái. Thì thống kê thì tất cả những cái bệnh khác nhau thì thường thường trai nó bị nhiều hơn so với trẻ gái. Về bệnh sinh thì cái vi khuẩn thường gây ra cái viêm phế quản kéo dài này á, là số 1 đó là Haemophilus influenzae. Rồi sau đó mới là Moracella catarrhalis và phế cầu khuẩn. Thì nếu mình nhìn ba cái tác nhân này thì nó là ba cái tác nhân chủ yếu gây viêm phổi, gây viêm tay giữa ở trẻ em. Thì khi mà người ta phát hiện cái bệnh mà như thế này thì người ta cũng biết là vì sao mà những cái loài vi khuẩn này nó gây ra cái biểu hiện bệnh như thế này. Thì có thể là các cái tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp nó gây tổn thương bề mặt đường thở và tạo điều kiện để nhiễm khuẩn mãn tính, hoặc là các cái vi khuẩn nó hình thành một cái màng sinh học biofilm và nó tăng khả năng bám dính vào đường thở và giảm thẩm kháng sinh vào, làm cho vi khuẩn tồn tại lâu ở trên đường thở và gây viêm phế quản mạng. Về mặt lâm sàng thì theo thống kê người ta nhận thấy cái tuổi trung bình thường gặp á, là từ 1 tuổi rưỡi cho tới là gần 5 tuổi. Nhưng mà có một số nghiên cứu cho thấy vẫn gặp ở trẻ trên 12 tuổi. Và thường thường nó xảy ra sau khi bị cảm lạnh hoặc là nhiễm khuẩn hô hấp. Và cái tình trạng ho ướt này nó sẽ kéo dài rất là dài, từ 4 cho tới 8 tuần hoặc là có khi nhiều hơn nữa nếu chúng ta không điều trị. Và cái tình trạng mà tăng tiến dịch biểu hiện bằng thở ồn ào kéo dài, hoặc là khi mình sờ tay lên ngực đứa trẻ mình cảm giác giống như là có cái gì mà dí tay mình á, thì thật sự đối với những cái đứa trẻ mà tôi trình bày ở cái phần trước đó là bị cái băng treo mạch á, thì nó cũng giống như cái này,
Nhưng mà cái độ tuổi của đứa trẻ mà bị bắn treo mặt mà tụi tôi phát hiện á, nó ít hơn, nó thấp hơn, nhỏ hơn. Và hầu như đứa trẻ nó sẽ không sốt. Toàn trạng đứa trẻ nó vẫn tốt, vẫn phát triển bình thường, không có suy dinh dưỡng. Và khi mình nghe phổi á, là chủ yếu mình nghe được âm ứ động. Và đôi khi mình nghe được âm ran ẩm nhỏ hạt, có ran rít và có biểu hiện tắc nghẽn đường thở. Thì thở ra nó có thể là kéo dài nhẹ do mà trẻ tăng tiết nhiều dịch. Cái phương tiện tiếp theo mà khi gặp một cái đứa trẻ nó ho kéo dài như thế này thì thường thường á, là mình cho chụp X-quang. Thì trên X-quang mình chỉ thấy là cái rỗng phổi đầm, rỗng phổi đầm. Cái khi mình cho đo chức năng hô hấp á, thì thật sự là đối với trẻ nhỏ như thế này á, đó mà hô hấp kỹ nó rất là khó. Cho nên là chủ yếu nếu đo được là đo dao động xương kỹ thì là bình thường. Cái bạch cầu máu khi mình làm công thức máu nó bình thường, nồng độ CRP là bình thường, tức là mình loại trừ hết các cái nguyên nhân gây là các cái dấu chỉ điểm viêm. Rồi các cái test dị ứng vì mình sợ bị hen thì mình làm, thì test dị ứng là nó không khác gì so với những cái trẻ mà không bị là viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn. Và nếu mình can thiệp bằng những cái phương pháp mà xâm nhập ví dụ như là hút thanh quản rồi cấy dịch đó thì độ nhạy nó rất là thấp. Vậy thì làm thế nào mình chẩn đoán được cái viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn này? Thì thực sự là để mà áp dụng cái tiêu chuẩn vi sinh này nó rất là khó, là vì mình đòi hỏi là mình phải nội soi phế quản, mình làm rửa phế quản phế nang rồi mình lấy dịch ra mình mới làm được. Thế thì đa phần kể cả ở các cái nước phát triển người ta chẩn đoán dựa vào lâm sàng là chính, bao gồm là ho ướt mãn tính phải trên 4 tuần, không có các cái dấu hiệu của bệnh lý gây ho ướt khác, tức là không có các cái dấu chỉ điểm viêm ho đặc hiệu. Ví dụ như là khi mình khám lâm sàng là không có bằng chứng của là tim bẩm sinh, mình không có bằng chứng của là viêm phổi, không có bằng chứng của là đứa trẻ ngón tay ngón chân dù trống, hoặc là không có ho ra máu, không có tiền sử lao, thì tất cả những cái đó là gọi là dấu chỉ điểm ho đặc hiệu. Thì trên đứa trẻ mà bị viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn là không có các cái dấu hiệu đó. Và đứa trẻ nó thường hết ho sau 2 tuần điều trị về kháng sinh uống. Và thông thường người ta sẽ dùng thuốc Omentin để điều trị cho những cái bệnh nhân này. Một cái thuật ngữ tiếp theo nữa đó là viêm phế quản do vi khuẩn mà rất dài. Là vừa rồi chúng ta gọi là kéo dài thì chứ về rất dài. Tức là rất dài, tức là nó bao gồm là viêm phế quản kéo dài rồi. Nhưng mà nó hết ho chỉ sau 4 tuần điều trị kháng sinh. Thông thường là 2 tuần nó đã sẽ đáp ứng rồi, nhưng mà nếu mình điều trị 2 tuần chưa đỡ, mình điều trị tiếp 2 tuần nữa nó mới đỡ, thì khi đó mình gọi là viêm phế quản kéo dài rất dài. Và cũng có một số trường hợp là viêm phế quản tái diễn, tức là nó đi 3 đợt, trên 3 đợt trong vòng 1 năm, thì khi đó mình sẽ xếp vào cái mức độ như vậy. Thì đứng trước một cái đứa trẻ nó bị viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn như thế này thì làm thế nào mà mình xác định được, hoặc làm thế nào mình phân biệt được? Thì thật sự mình sẽ phân biệt được là với là ho kéo dài sau nhiễm khuẩn hô hấp, cái này hay gặp. Thì có nhiều khi các anh chị điều trị một bệnh nhân là lúc đầu sốt rồi ho rồi chảy nước mũi, mình điều trị bệnh nhân hết sốt rồi nhưng mà bệnh nhân bố mẹ bệnh nhân cứ đưa bệnh nhân tới khám, bác ơi con tôi vẫn còn ho, đi qua gặp bác sĩ khác ví dụ tới gặp bác sĩ Thúy rồi vẫn còn ho tiếp điều trị, rồi qua gặp bác sĩ Thu Hương là vẫn còn ho tiếp. Thì thật sự những cái trường hợp đó mình hay gặp và tụi tôi thường chẩn đoán đó là tăng đáp ứng đường thở sau nhiễm nhiễm khuẩn. Thì hoặc là cái trường hợp mình phải phân biệt đó là dị vật đường thở hoặc là viêm amidan quá phát, đặc biệt là bệnh xơ nang. Xơ nang là mình hay bỏ quên, hoặc là giãn phế quản, hoặc là hen, đây là cái mà mình thường gặp nhất. Vậy thì đứng trước một cái trường hợp mình đã chẩn đoán về mặt lâm sàng hay là chẩn đoán về mặt vi sinh là viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn, thì cái kháng sinh là mình sẽ cho. Đây là cái biện pháp điều trị quan trọng nhất. Và cái kháng sinh là vì cái tác nhân hay gặp nhất đó là Haemophilus influenzae rồi sau đó là Moraxella catarrhalis. Thì hai cái tác nhân này nó có một cái đặc biệt là nó đề kháng bằng cách sinh ra beta-lactam. Cho nên khi mà mình chọn cái thuốc là mình phải chọn cái thuốc để an toàn là có cái chất ức chế beta-lactam. Còn đối với phế cầu thì đã có amoxicillin đảm nhiệm rồi. Cho nên cái thuốc mà Omentin này nó là thuốc có hiệu quả nhất. Bên cạnh những cái khác, ví dụ như là mình có thể cho uống là cephalosporin khác, hoặc là thuốc Bactrim, hoặc là Macrolide. Nhưng mà cái thuốc được mà chọn lựa cho thấy có hiệu quả đó là Omentin. Thời gian điều trị là bao lâu? Là thời gian điều trị là 4 tuần. Đấy, 4 tuần điều trị.
Song song với cái việc điều trị kháng sinh thì mình nên cân nhắc áp dụng các cái biện pháp vật lý trị liệu hô hấp để mà cho bệnh nhân nó mau đỡ. Vậy thì tiên lượng những cái đứa trẻ nó bị viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn là như thế nào? Thì là nếu mà nó tái diễn thì cái nguy cơ mà nó đưa đến là giãn phế quản rất là cao. Và người ta nhận thấy rằng đối với những người trẻ mà bị viêm phế quản kéo dài do Haemophilus influenzae thì nguy cơ giãn phế quản nó cao gấp 7 lần so với là những cái tác nhân khác. Và cái giãn phế quản này nó thường xảy ra ở những cái đối tượng mà bị viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn tái diễn nhiều lần. Thì đó là cái mà tiên lượng trên những cái bệnh nhân này. Thì như đã nói là cái giãn phế quản là cái cuối cùng mà mình sợ nhất khi mà mình điều trị cho bệnh nhân bị viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn. Thế thì cái giãn phế quản nó khác so với một cái bệnh mà trước đó nó sẽ diễn tiến thành, đó là bệnh phổi nung mũ mãn tính như thế nào. Đó là giãn phế quản nó sẽ trầm trọng hơn, nó không đáp ứng với là điều trị kháng sinh. Trên X, trên hẳn CT ngực nó sẽ khác, sẽ khác so với là cái bệnh phổi nung mũ mãn tính. Thì để kết luận cho một cái bệnh mà nó tương đối mới so với là nhi khoa hiện nay, đó là viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn, thì tôi xin có những cái điểm chốt lại như thế này. Là viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn là cái nguyên nhân gây ho ướt mãn tính mà thường gặp ở trẻ em. Nó khác so với hen là ho khan. Các cái vi khuẩn mà thường gây viêm phế quản kéo dài đó là Haemophilus, sau đó là Moracella catarrhalis và phế cầu. Và việc chẩn đoán lâm sàng thì đa phần mình sẽ dựa vào ba tiêu chuẩn như thế này. Thứ nhất là ho ướt trên 4 tuần. Cái thứ hai là không có dấu chỉ điểm ho đặc hiệu. Và cái thứ ba là mình điều trị với kháng sinh thường thường là Omantin, trong vòng 2 tuần nó sẽ đỡ. Và hầu hết các trường hợp mình chỉ cần điều trị 2 tuần là đỡ. Nhưng mà có một số trường hợp, tụi tôi đã gặp một số trường hợp cần phải điều trị 4 tuần là mới đỡ. Và các cái yếu tố nguy cơ chính đưa đến giãn phế quản, đó là thứ nhất nguyên nhân là do Haemophilus, và thứ hai là đứa trẻ nó bị trên 3 đợt trong vòng 1 năm. Thì bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị.